người nhá. Hôm nay là mình sẽ đưa mọi người đi cùng mình đi trải nghiệm và khám phá và tìm những cái món ăn rau rừng rất là đặc biệt. Nào mọi người, cốc 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 đi theo mình nhá. Mọi người, đây là cây rau ngót rừng mọi người nhá, nhưng mà hơi cao, khả năng là cây này mình không trèo lên được. Thì bây giờ sẽ anh mọi người sẽ đi cùng mình đi về phía bên kia, khả năng là sẽ có rất là nhiều cây nữa. Chào mọi người, có không? Mọi người, đây mình đã phát hiện ra cây này là cây rốt ngót rừng đấy mọi người. Đây nhá, bây giờ phát hiện cây thứ hai mọi người. Đây mọi người qua lại xem. Đây là giờ mình phải lên trên kia đã. Ở dưới này khả năng là không nhìn thấy đâu. Cây này khó nhằn đấy. Đây mọi người nha, đây là ngọn rau ngót rừng đây mọi người. Thời tiết là mới mưa mọi người ạ, cho nên là ngọn rất là non. Cái món này nếu mà anh chị em nào mà thích ăn mì tôm ấy thì là rất là tuyệt vời luôn. Rau này không mang về mình xào cũng được, xào tỏi bạn nhỉ, không nấu canh thôi, chủ yếu nấu canh thôi, không nấu canh, nấu canh rất là ngọt. Rồi mình anh em mình mà nấu cái này là không cần phải cho mì chính đâu nhé mọi người nhé, để nó rất là ngọt rồi. Ok rồi, cây này mình đã hái hết rồi. Đây mọi người, ngọn rau ngót rừng nó như này mọi người nhé, rất là non đây. Cái trên này kéo xuống, đó, đây, cành vừa cầm đấy. Đây, ngọn tận ngoài này, cành vừa cầm đấy. Đấy. Rất hiếm nhỉ, cũng không có nhiều. Ôi, trên còn nhiều thôi. Bên trên còn nhiều thôi. Đây mọi người nhé. Để hái được cái rau ngót rừng không đơn giản đâu mọi người ạ. Tại vì thường cái giống cây này nó mọc rất là cao mọi người, nó không có nó ở trong rừng già đâm ra là anh em mình phải trèo hết sức là nguy hiểm đấy. Những cây ngót ta mình thì nó rất là thấp đấy, mình đứng mình cấu mình ngắt được, nhưng ngót rừng thường là nó mọc rất là cao. Tại vì những cây này thì nó sẽ rất là đi lâu năm mọi người, những cây khô nhưng cây này khả năng vẫn cứng. Tìm tối thay kìa, cắt săn mồi. Rừng này thì cũng là thuộc rừng già, cho nên động vật cũng rất là nhiều mọi người, chim cò, cầy cáo hôm nay rất là nhiều. Thẳng cái tay lên với tí nữa.
cái này không ngọn nào hay là... đằng sau bên đầu cái này bên kia còn hai ngọn này. Đây, cành cành quay sang bên này vẫn còn mấy ngọn này. Quay lưng này. Quay lưng sang đây. Bên này vật mấy cái này, bên này có mấy cái. Nhắm phải khô ghê ghê. Non tí nhà cái này mình bẻ cành đi nó lên cái mầm non rồi. Ngoài ngọn đấy, kéo vít được vào thì kéo thẳng ngọn đấy ra thôi. Món ngon thường thường không dễ lấy nhỉ. Đây nhắm cánh khô đây. Thôi xuống thôi. Xuống đi kiếm cây khác thôi. Còn như có những ngọn ở ngoài khó lấy lắm mọi người ạ. Hẹn gặp lại vậy. Nghe là đây mọi người nhé. Tên tên được còn nóng rồi. Thơm thật đấy. Đây là tiền. Cái lệ phẩm của mình đây. Ở đây. Ui. À. Mọi người ơi, kia là có kênh không mọi người ơi? Thấy rồi. Thường thường những cây ngót ngót rừng ấy, thường thường là nếu mà mọi người mà không tinh mắt ấy là mình sẽ nhận biết được ra là đây mọi người xem. Nó có hoa nhá, chưa đổ dụng mất rồi. Đấy, thân cây ngót thường thường nó sẽ có hoa mà cái hoa ăn rất là ngon này. Nó ngon hơn cái lá các mọi người ạ. Đấy mọi người xem. Đây là mình nếu mà mọi người đi rừng mà nó không nhìn được ra cái đá của nó ấy, thì mình sẽ nhận biết được cái hoa này. Đấy mọi người xem. Cái hoa này thường thường cái loại quá là nó sẽ rụng. Mình sẽ lấy cái gốc đó. Mọi người xem. Gốc rất là nhiều. Đấy, mình sẽ hái từ gốc, hái lên. Hoa rau ngót rừng, rau ngót rừng. Đây mọi người nhé, đây hoa của nó đây. Đây, đây là hoa rau ngót rừng. Đây mọi người nhé. Hoa đây mọi người. Ngọn đây. Hoa. Cây này rất nhiều hoa. Cái cây nấy mình hái kia là không có hoa. Khả năng cây này cái cái không ra từng đứa đấy.
Hoa đây này. Mà người trên nữa còn. Còn trên này cũng rất là nhiều. Còn một chùm hoa nhá. Đấy, ngay tay này. Đằng ngoài vẫn còn ngọn. Ai lên rừng mà không được ăn món rau mót rừng này thì rất chi là phí mọi người ạ. Đấy mọi người xem, nó rất chi là non luôn. Đây mình sẽ bẻ cái thân này ra. Để này. Trên này còn hoa lắm nhưng mà ngọn trên này cũng rất là nhiều. Khả năng mình bỏ ba lô rồi. Bỏ ba lô đứng được cây này, có ngạn. Đây mọi người thấy không? Đây hoa. Hộn ngọn này mọi người xem đây. Xem mấy cành trên ngọn nhiều thế. Sắp ban rồi. Ủa cái phố vậy. Ôi. Con cái trên đầu nó vít vít mấy cành trên đầu nó vít những cành trên xuống đấy. Bám cẩn thận nó gãy nhá. Đây mọi người xem. Đây gọi là trúng ổ đấy. Em lấy tất cả luôn. Đây cầm luôn. Ok. Còn cái cành vươn ra ngoài nhìn, nhìn ghê quá. Thôi khả năng là. Thôi tha cho mà. Khả năng là cho nó mọc đi rồi ok. Không, bám vịn cả cành xuống thôi, vịn cả cái cành bé kia xuống thôi. Đây rồi. Mọi người xem. Lá rất là to. Đâu còn nhỏ nữa. Đây bám vào đấy vịn vịn cành ngoài cùng đấy. Ở đỉnh ngọn này á. Ở đấy. Cái kia cả ngọn à. Vịn xuống thôi, đấy mình vịn nghiêng xuống. Cứ ghế lắm nhé, cẩn thận đấy. Đây bẻ vịn xuống đấy xong bẻ gập xuống. Để làm gì cao lắm. Mọi người. Lá bắt đầu ban ngọt lắm. Không có cái gì là dễ dàng cả mọi người ạ. Đấy à. Nó đang tầm non mọi người. Ok đã hết rồi. Để kiếm được bữa rau rừng là vất vả hết đấy. Ở trong rừng già nó lên ít ngọn. Được cái mình nhà mình để nó tuổi khỉ cho nên là leo trèo thì vẫn cứ ok mọi người ạ. Còn thật ra nhiều anh chị em là không làm trèo cái này đâu, nó rất là mạo hiểm. Và anh chị em đi rừng cũng chú ý cẩn thận leo trèo này. Đây mọi người nhé, lá rất là non, lá to luôn đây. Đấy, đây là mình hái những cái lá nó non đó, về mình làm thêm. Ok. Đây, nó rất là thơm nữa, vị nó cũng hắc hắc. À, anh em mình được một khớ khớ thôi mọi người ạ. Anh em mình tiếp tục lên đường. Mọi người theo anh em mình khám phá tiếp núi đá nhé. Đây. Trên trên nào này, hang rất là dốc, đường đi rất là khó đi. Đi, thế là anh em mình tiếp tục. Tiếp tục cùng anh em mình khám phá hành trình leo núi đá và kiếm rau rừng nha mọi người nhé. Mọi người thấy hay thì like, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Kênh của anh em mình là vùng đất mới vlog mọi người nhá. Anh em mình nhiều hang to lắm. Anh em mình tiếp tục đi xem còn gặp kiếm được cây rau rừng nào không. Let's go nha anh em ơi. Anh em mình bị lên tầng trên ở tầng dưới. Let's go xuống. Trên này đá tai mèo hơi khó đi mọi người ạ. Nó đá lại lăn nữa. Đá kê nhau. Ngày mà mình có lên trên này. Đó. Kéo cái gai này rồi cắm đầu phát rồi mất mất cả một mảng này. Ô đây là cây rau mót này này không ơi. À mọi người anh em mình đã phát hiện một cây rau mót rồi. Đây dưới đất rất là nhiều rồi.
Đây mọi người xem, cây này nhiều lắm. Ôi, về quá đám một chút. Ôi, hoa rụng đầy đất này. Đấy, còn mà mình nếu không có hoa rồi này là khả năng là anh mình không không phát hiện ra được. Đây này, ôi. Rất là khó nhìn cái cây này. Hoa rụng rất nhiều mọi người, đây này. Anh em mình không để ý. Mày có hoa rụng đây, đứng từ dưới này, hái hoa trước đi. Đây, phải nha. Đây nha chị em nhá. Hoa tươi rực rỡ luôn. Đây này. Đây còn một hoa nữa này. Hoa. Ở trên còn rất là nhiều đây. Anh em mình khả năng lại phải leo. Cây này thì khả năng là dưới chéo cây trước. Bỏ ba lô anh lên đường. Ui, cắm một đầu đau quá. Đây nha mọi người nhé. À đây một cây nữa này. Đây đây. Hả? Đây cây này nữa, mình không để ý này. Phải không? Hay là hoa? Đúng rồi, đây đây. Đây là cây này. Ủa ụ rồi. Nó quá mấy ngày rồi, cho nên là nó hay bị rụng. Rụng hết hoa. Đây mọi người nhá. Nó cũng rụng gần hết rồi. Hôm nay mình đi hơi muộn lắm nào. Đi tới 4 5 hôm nữa thì đẹp. Đúng hoa nào. Hoa này nó phải cách tầm nửa cách một tuần này. Nó bị nhiều lắm nhưng mà. Vịn cây bên cạnh hái trước, cẩn thận rụng hết hoa. Dày. Hoa này nó chưa ấy, nó bị đụng mạnh nó cũng không rụng đâu. Hoa này nó ấy hết rồi. Rụng hết rồi. Cũng cái cuống. Thôi thì rau ngót rừng mọi người nhá. Ôi à. Thế vịn cây bên này vào là nhiều ngọn non lắm. Ừ. Cái rau này thường thường ở dưới xuôi mình muốn ăn thì nó có. Thường thường là sẽ không có để bán. Cây này nhiều ngọn đấy. Ừ, cây này nhiều ngọn thật đấy. Nhưng mà phải từ từ đó. Ôi, cây đang trèo lên lại là cây măng mật này. Chuyện nào đến mùa măng mật lại có măng mật ăn, măng mật trâu. Ở đây. Đang ra hoa. Cái măng mật này sao? Cây này cây măng mật mà. Sao nó mùi nó không có nặng nhỉ? Cây này măng mật trâu. À. Không phải măng mật tiên mình đúng không? Đúng rồi. Cây này hết ngọn chưa? Hay hết ngọn chưa? Đây rồi, thái đây. Măng mật tiên cho thơm, măng mật. Đấy cái cành này chân vừa nhắm vào, cái cành này rất nhiều ngọn luôn. Ôi, quan trọng là phải ra kiểu gì được. Đấy chân vít nó móc vào đấy, cái cành chân vừa nhắm ra đá ra đây này. Chân vừa đạp vào cái cành bé tí. Từ từ móc thì không sợ, không sợ. Đang hái chỗ đây à? Đang hái bên này, em ra kiếm chỗ móc. Ta tìm chỗ móc cái này vào. Đây thì bắt thôi. Vợ con ở nhà đâu thấy cảnh này đâu mọi người ạ. Vợ bảo anh Toàn đi chơi thôi. Vợ bảo anh Toàn lên rừng đi chơi thôi. Này con hái được cảnh này đâu. Kiếm bữa sau về cho gia đình, vất vả. Các cụ rừng vàng biển bạc không thay thật nên rừng thì cũng sợ thiếu gì. Thì sợ không nhóm được lửa, không tìm được nước ngọt thôi. Còn rau mới động vật, thực vật ở trên này cũng rất là phong phú. Anh chị em đi rừng cứ chú ý mình trên người mình mang những con dao hoặc cùng cái bật lửa. Không nào, con dao với lửa là được. Đấy, có dao có lửa nhưng mà cần nước thì chắc chắn trên rừng sẽ có khe rồi. Kiểu gì cũng sẽ có nước, có gì sa mạc anh mình còn phải mà chuẩn bị nước. Còn đi lên rừng thì chỉ cần mỗi lửa đấy, mới dao thôi. Còn kinh nghiệm anh chị em chưa có thì chắc cái nó rau mà không mình sẽ tận dụng viên đá, những cái viên đá nó sắc nó có cánh là mình thay cái gì làm rau được. Bên này còn ngọn nữa đấy, kéo cành đấy vào. Mình nhiều phết đấy. Ô, kiểu đấy đâu quá. Bán hết hàng rồi. Đấy, 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 còn đấy, còn non. Cứ từ từ. Non ơi là non. Rau này hiện tại đang có giá 100 ngàn một cân các bạn ạ. Ừ, trên này bán 100 nhỉ. Nhưng mà không hề đơn giản thế nào để lấy được một cân rau này. Ôi giời, bây giờ anh mình đi ăn. Chỉ cần đủ ăn, có hôm nay đủ bữa tối là được rồi chứ. Ê, đằng trước cái cành trước mặt còn có hoa đây. Ừ. Thấy không? Nó đang kẹp hàng. Rau này nếu ăn thì mình nghĩ là sẽ chữa được bệnh đúng không? Nói chung là tốt. Thận phải thủng, khả năng là đào thải ra được. Không, phải thận thì lại ăn bồ khai rừng. Ăn bồ khai à? Ừ, hôm nào mình sẽ dẫn các bạn đi lên rừng kiếm bồ khai. Bồ khai để sao thịt lò à? Ôi, thế lại tuyệt vời quá rồi. Ôi, cũng khó khứa rồi đấy. Nó kẹp chân rồi. Khả năng hết rồi các bạn ạ. Khả năng hết rồi. Xuống rồi, còn ngọn nào để nó lên là sau anh em mình lấy tiếp. Nóng quá. Hết rồi. Xuống đây. Không còn nữa. Thôi mình xuống rồi. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Ok.
cây, anh em mình tiếp tục lên đường kiếm cây khác nha mọi người nhá. Cô cô. Let's go nào mọi người, theo anh em mình nào. Ôi, ôi, ôi. Anh em mình tiếp tục nào mọi người ơi. Nhìn hoa rụng dưới gốc mà tiếc quá. Hôm nọ nhiều hoa vãi nhờ. Đã tan mèo. Ngang thôi đẹp ơi. Ngang sao thôi. Mọi người theo chân anh em mình đi. Tiếp tục kiếm rau rừng. Xem liệu tối nay được một bữa. Ngang sang, ngang sang. Ngang sang. Ui ui, tí nữa ngã. Trôn, đá tay mèo. Ngã còn vỡ mặt đấy. Đừng nói giật mặt. Đây đây, ngang sang. Tiếp đây. Mệt quá mọi người. Lại phát hiện cây nữa. Nhỏ có ngọn là được. À ngọn trên kia đây. Nhiều mập lắm. Đây đây anh em mình. Đây đây. Một hoa. Đây rồi. Ok. Đây hoa nữa. Dũng nhát đấy. Ngon lắm. Đừng bỏ phí. Ba lô để anh em mình lên nhé mọi người. Ôi nhiều mầm thế. Cái này nhiều mầm thật nhưng mà không biết bụi hoa lụi lắm. Đây mọi người nhá, mầm đây. Ok non lắm. Đây mọi người xem. Thế là khả năng cái mầm ăn được cả mầm đúng không? Nó đi đâu lấy lên đây thôi. Nó lên đây thôi. Bỉa thôi nó lại lên đi. Đây mọi người nhá. Ở đây. Ô đây kiểu vớ phải chung rồi mọi người ạ. Đây mọi người xem. Rất là non luôn. Bẻ hết xuống hai hại, xuống dưới hai cho dễ. Để tôi phi xuống nhé. Nhiều gai lắm, cái gai nó đậu lấn này. Ngoài này thì có hoa đấy, nhưng mà khả năng để xem ra là không. Trên bên thường là cái dây leo. Dây leo thì nó cũng chắc đấy, nhưng kiểu con là nó chắc không? Nó lỏng thôi. Nó không cứng, nó đông đông đưa. Bám nhẫm hẳn vào hai tay đi. Chùa này là chùa mạo hiểm đấy mọi người nhá. Mọi người xem không học theo anh em mình nhá. Nếu ai mà không có kinh nghiệm ấy mà không đấy thì tốt nhất là không nên làm theo làm gì cả. Đấy nó rất nguy hiểm, nếu mà ngã xuống như kia thì không còn gì mọi người. Không sẽ ảnh hưởng. Thế đâu phải mình phải bẻ thì nó ra mầm được. Càng bẻ càng ra mầm nhiều. Đấy. Rất là nhiều hoa thôi à. Lúc cái cận cận ấy. Không, cái cận này ngọt mà. À. Ngọt ngọt từ cận đi chứ. Ôi, rút lại đưa thế đâu. Xuống còn cái lịt. Dây leo nó cuốn hết vào rồi. Nó cuốn giữ hết ngọn trên dây leo rồi. Còn cái lịt. Còn giữ lại cái lịt ở trên cây nhỉ. Không có dây này nó bám áp chặt đấy. Đây mọi người. Vẫn được một nắm. Cả một ngọn. Cứ tưởng còn cái nịt cơ, hóa ra là thừa cái nịt.
Hoa thì còn nhiều lắm ạ, nhưng mà ôi, lấy được bao nào lấy. Lộc của rừng. Lộc của rừng. Mình chỉ tìm mấy cái ngọn nó bẻ cho nó tâm vào mối. Ngọn ở trên thôi, chỉ có nhìn trên trên đấy thôi, nhìn theo cành ấy ra thôi. Bị nóng thật đấy. Thôi xuống thôi. Ngoài vẫn còn mấy lá non thôi. Trái trèo nữa. Nguy hiểm, nguy hiểm. Toàn trèo tắt đá mới lại. Ôi được nhiều lắm rồi. Em cầm cho tôi này. Để đu xuống. Thả đi. Cầm đi. Ok. Để. Để tôi xuống đi. Bám vào vách đá xuống đu làm gì. Cẩn thận nha. Hết sức cẩn thận. Ở dưới toàn đá tai mèo thôi. Ok, let's go. Kinh nghiệm lâu năm rồi. Bụi quá. Đây mọi người xem. Đây chỉ lực phòng mình nhé mọi người nhé. Nó chỉ là non luôn. Tiếp qua cái cành. Hay mọi người xem cái cành này. À đâu, không phải. Cành này kia rất nhiều. Cành đây, cành dưới. Ừ, rất là nhiều tuốt hết. Ui, thế. Cố già thế. Tí nó biến lại. Tiếc. Thấy chưa? Rất là non. Nóng ạ. Sáng thì ẩm ướt. Trưa thì bắt đầu nắng oi bức. Đây cành này lấy vào cho này. Đây còn được hai ngọn đây, hai ngọn ban đây này. Chúng mình sau lúc mình vẫn cố lại được. Ok, let's go. Ok, vẫn còn. Ok. Ơi nặng quá rồi mọi người. À, đây là cây nứa này. Ôi ơi, cây nứa này. Mọi người. Đây a cây a cây. À. Mọi người đây nhá. Lại một cây nứa mọi người. Siêu nhiều hoa luôn. Rất là nhiều hoa thật. Từ từ nha, đừng động nha, dùng hết, dùng hết. Mọi người nhận. Đây mọi người nhá. Ôi dùng hết nhanh lên. Hoa mọi người. Rất là nhiều luôn. Đây mọi người xem. Ui, đừng rũ. À, còn một cái ba lô nữa, à, còn một túi nữa, lấy ra đựng hoa. Đựng hoa riêng đi. Thôi được rồi, cho lấn một đoạn này. Không. Tí đắp đầy rồi, túi đây đầy rồi. Đây không, hiện tại chiến lợi phẩm của mình nha. Đã đầy rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy túi khác vậy. Đặt nó xuống. À, rồi. Được chưa? Chùm hoa nhiều quá mọi người. Hoa rất là thơm mọi người nhé. Hoa phải nấu lấn với lá. Hoa này về làm vì làm đồ xôi thì tuyệt vời. Đồ xôi á? À. Đặc sản. Đồ xôi nó gọi là món đặc sản luôn mọi người ạ. Xôi tức là mình xôi nếp rồi đúng không? Đúng rồi. Túm túm cẩn thận là dụng phí lắm mọi người ạ. Thằng tối này về là món đồ xôi. Xem. Trong nghe không bằng. Miệng ăn. Ôi, hoa rụng là tà cả. Không tránh được. Lan đá đây anh em nhé. Ở đây có hang tuyệt đẹp này. Con khóc. Có thể để anh em mình trú ẩn qua lên được này. Anh em đi rừng. Trú ẩn tránh mưa tránh nắng. Ôi, hốc rất là đẹp. Anh gọi em sao em không trả lời. Okay. Lên tát đá thì mới. Chờ tát đá mới lấy được mọi người. Cái này nghe rừng có thể khó chắc hơn một tí chứ. Không có cây bỏ bên. Đấy, mọi người. À, cái này có đây. Cái cạnh nhìn giống thế nhỉ, giống phải không? Không phải. Thôi bẻ biếng cái cành nó đi cho dễ lên. Bẻ hàng cành xuống thấp thấp đi, không nhắm lên trên. Chả nhìn thấy cái gì đâu. Coi này nhiều hoa đây, ngọn ít. Cái này nó mới khó chiều đây. Rơi túi bóng rồi. Bẻ hàng cành không?
Đây, treo cái cành ra đây đấy, treo mấy cành ra đi. Cái này rất là dai chứ. Lấy được mấy cái hoa vất quá mọi người. Không có gì dễ dàng cả, bác Hồ bảo rồi. Ở đây mình nhìn hơi vướng mọi người ạ. Mọi người cố gắng. Anh em mình lên tận ngọn để lấy hết số hoa đi. Hôm nay mình tập trung vào chuyên môn này mọi người ạ. Không giếng được nữa ơi. Mệt lắm rồi thật sự. Chờ cái cây này nó không có đâu, không phải là cây ấy mà. Không phải cái dây leo, cái dây gai bảo nhắm lên cây này mà. Nhắm chân được, nhắm chân thôi. Nó nhiều gai lắm. Nhắm chân dày. Gai ngắn vậy không xiên đâu. Cây nào để móc rồi. Cây này rất nhiều gai. Thôi chắc phải bỏ mọi người ạ. Chiều, thôi anh em mình bỏ thôi. Nguy hiểm. Dưới là tát đá. Hoa thì rất là nhiều ấy. Người càng trên càng nhiều hoa. Nhưng mà không làm gì được. Nhẫm một cành gai kia không nhẫm được. Giả sử nhẫm được cành gai kia thì thôi, trên lại phòng mình ok rồi chứ. Thôi cầm xuống dưới đi, cầm đi, đi ngang dưới thôi không. Đây, cầm một tô nó xuống. Ok. Hiện tại mình phải đang đứng trên tát đây. Ok, chào mọi người nha. Anh em mình tiếp tục xem còn cây nào không. Đấy, anh em mình đi tìm tiếp đây. Cây này thôi bỏ qua là khó quá. Bây giờ sang vẫn là xuống dưới gốc lấy ba lô. Từ theo gốc thôi. Từ theo gốc xuống này, xuống tát đá. Từ theo gốc dễ hơn. Chẳng lẽ lại lấy dao chặt cái gốc. Lại không là sao mất ăn. Tôi lộc ở rừng lấy được bao nhiêu thì lấy. Còn đâu để đấy mọi người ạ. Muốn này hưởng một ít. Để cho anh em sau này, anh em nào đến nữa thì nhà mình tiếp tục sang ngang. Không lan cũng nhiều đây, hình như dưới kia có một cây kìa. Đâu? Đây, đây này, cầm này. Tiếp tục sang kia nãy trên này. Mình tiếp tục đi kiếm rau tiếp đây. Xem còn cây nào không nữa. Mình vào vào tầm giữa giữa từ gần 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 giữa thung đấy. Này nhìn thẳng đây. Càng ngày càng vào sâu rồi. Khả năng nó đi hết rồi. Uầy, cây tủ mấy cây tủ quạ to quá. Tủ quạ. Ôi, ở đây toàn mấy cây rau ngót gà thôi. Nên mình phóng thử xuống đoạn kia đi. Ôi, đi xa thì con lại mệt ra ngoài. Nhìn thôi. Không nhìn này đâu. Khó phát hiện lắm. Ừ. Thôi chào bà con nhá anh em mình. Đây, anh em mình là kiếm được đây, sản phẩm đây. Hiện tại là mở túi cho mọi người xem nhé. Mình đã mở sản phẩm anh em mình là nghỉ đây. Đây, mở ra xem, mở ra xem anh em xem. Bây giờ thì cũng gần 1 giờ chiều rồi mọi người ạ. Tớ đã bụng đói. Bây giờ hơn 2 giờ. Cây cối nhiều, leo trèo đi mệt. Mọi người xem quần áo này, ướt hết rồi đây. Đây mọi người hoa mình rau đi mọi người. Hôm nay được một buổi khám phá rừng núi đá nha các bạn nha. Ồ, chính lại phẩm hôm nay là kiếm rau rừng. Anh em mình xin phép dừng ở đây đây. Xin chào mọi người nha. Dừng cuộc hành trình đây. Anh em mình okay. Bây giờ quay lại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh anh em mình và ủng hộ mình nhá. À, thôi anh em mình let go thôi. Okay. Quay lại thôi. Cảm ơn mọi người. Quay lại. Mệt cá. Mệt cá đi.